Hello, good morning các bạn. Hôm nay mình làm tới phần lắp ráp một cọc tiêu. Đó, cái cọc tiêu thì nói tới nhớ tới bốn câu thơ của Tế Xương: vớ vẩn đi xia mai vớ được, phen này chắc hẳn kiếm ăn to. Nhà của chánh có con gái đẹp, lâm le suy bố lấy làm chồng. Nhớ lại bốn câu thơ này. Thì cái này thì mình hôm nay mình có cơ hội chia sẻ về mặt lắp cái cầu tiêu. Thì lắp cầu tiêu thì khi mà tôi về Việt Nam thì tôi đến nhà, hầu hết nhà nào cũng bị, nó bị xì nước ngay chỗ cái lỗ tôi đang làm đó. Cái dĩ đó thì luôn luôn nó phải nằm cao hơn ở trên mặt đất, trên mặt trên sàn nhà, và nếu thấp thì ở ngoài tiệm nó có bán để mà kim thêm vô mấy dĩ thêm. Rồi cái phần mà đi mua cái bồng cầu thế này thì phải nên là mở nắp thùng ra xem lại trước khi mình đem về nhà. Là vì lý do như lần trước tôi bất cẩn là vì tôi đi mua rất nhiều chuyện cùng một lúc, vì thế mà tôi thấy lựa cái thùng nào nó vuông rồi nó không có bị móp méo gì đó thì tôi lấy thôi, chứ tôi không có mở nắp ra. Nói như thế mà khi mà về đến cần làm thì giả nắp ra thì thấy nó bể rồi thì phải chạy để mới đổi lại đó. Thì khi mà lắp ráp cái cầu tiêu như thế này đó thì nó các bạn thấy là tôi làm, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là về vấn đề, một là về kỹ thuật, thứ hai là về cái chất lượng. Khi mà mình làm như tôi làm như vậy thì các bạn thấy là tôi rất là vừa ý, tức là vì thế mà tôi khó mà có thể thấy ai làm được lắm. Tại vì khi một người mà đi làm thuê thì cần không để ý nhiều đâu, chỉ là làm xong chuyện rồi thôi, đó là như vậy. Còn mình của mình thì khác, của mình thì mình làm mình phải xem rất là kỹ khi mà mình đặt cái cầu tiêu này xuống. Thứ nhất là vấn đề mà lót gạch. Thì lót gạch nếu mà có nối ở những cái khoảng của cái bồng cầu như thế này thì phải là phẳng, chứ không có nên để lồi lõm. Đó, vì thế mà khi mà tôi chọn làm gạch để làm cầu tiêu như thế này, làm nhà tắm như thế này đó, thì tôi luôn luôn là chọn gạch to. Và tôi phân bố để cho thấy là khi mà cái cầu tiêu nằm chỗ nào đó thì nguyên cục gạch nằm ở chỗ đó. Chỉ thế mà khi mà lắp xuống đó thì cái cầu đó nó không bị nhúng nhích. Thứ nhất, và không cần bắt ốc đi nữa cũng được nữa, nó nằm đâu nằm đó à. Thì thật sự nó là như vậy. Thì phải để mà mình chú ý về vấn đề chất lượng, về vấn đề kỹ thuật và các chất lượng thì phải là như thế đó. Là vì có nhiều cái nhà cầu, có nhiều nhà lắm ở đây cũng vậy. Mặc dù là tụi xây các nhà cửa nó làm thì về cũng bị sau này bị xì chút xíu nước, mỗi lần giật nước vậy đó. Thì mỗi lần giật nước như vậy mà bị xì á, xì ở dưới cái chân của nó đó, thì do cái ảnh hưởng là cái dĩ của cái đường ống thoát nước nó thấp, nó không cao đủ để mà nó nằm ở trên cái cục sáp đó, thì cục sáp đó nó sẽ nhấn xuống để mà nó lắp lại tất cả những cái kẽ hở giữa cái bồn cầu tiêu với cái dĩ của đường cống. Thì cái nguyên tắc cơ bản nói là như vậy đó. Vì thế mà hôm nay mình có cơ hội mình chia sẻ với các bạn thấy là những việc làm của tôi, mặc dù không phải là một người chuyên nghiệp đi làm công cho ai, đi làm thuê để mà lấy tiền để mà sống trên cái nghề xây dựng,
Nhưng mà trên nghề xây dựng này đó, khi mà tôi làm thì các bạn thấy là nó, các bạn có thể so sánh được khi mà lúc tôi lái xe. Vì thế mà tôi lái xe mấy chục năm chưa từng bị cảnh sát phạt, chưa từng bị, vẫn còn gọi là clean abstract, thì chưa từng bị từ cái Bộ Giao thông Vận tải cho đến đến cảnh sát. Vì thế mà cần cái cẩn thận nhất mình là một lần cho đúng, thì mọi việc nó sau này nó rất là tốt đẹp. Đó, vì thế mà khi mà các bạn thấy, khi mà tôi xây dựng một cái bồn cầu hay một nhà tắm, hay là để rồi tôi có cơ hội sau khi làm xong đó, thì tôi sẽ quay lại tất cả những cái phòng mà tôi làm, rồi tới cái nhà tắm này. Nhà tắm này hơi có cách là khác hơn những nhà tắm khác, là thì các bạn thấy rồi nó khác chỗ nào thì các bạn từ từ thấy, là do những cái gì mà mình nghĩ là cái chất lượng, mình cần chất lượng, mình không cần phải giống ai hết, mình không cần đua đòi với ai hết, mình có gì mình làm cái đấy đó. Thì bồn cầu thì thật sự khi mà lắp vô nó thì nó phải nằm đâu nằm đó như thế này nè, không lúc lắc được nữa, thật sự nó là như vậy thì nó mới đúng. Có nhiều nhà cầu tôi lên về Việt Nam cũng vậy, tôi đi qua khách sạn cũng vậy, thì tôi qua Cuba, tôi đi Dominican Republic thì nó cũng lúc lắc, nó cũng chảy nước. Nói gì thế mà cái quan trọng nhất là cái cầu, khi mà mình lắp như thế này thì nó nằm đâu nằm đó thôi. Thì hôm nay mình có cái cơ hội để mình chia sẻ về chỉ là một cái lắp cái bồn cầu này, thì các bạn thấy là tôi rất là thận trọng mà để mà tôi làm. Thì những công việc kế tiếp cũng đều là như vậy. Thì từ lúc lái xe nhỏ cũng vậy cho đến lái xe lớn, thì xe nhỏ thì tôi bị một lần là tọt xuống trời bão tiết, không phải bão tiết mà lúc đó bị đất đá gọi là black eye, thì một chiếc xe như thế này nó trượt, nó muốn quay chỗ nào nó quay trên xa lộ rồi nó chạy lung tung xuống hố, mà may mắn là không bị lật. Thì biết lần thì lúc đó có thức đêm mới biết đêm dài đó mà. Thì sau đó tôi thất rất là thận trọng về vấn đề lái xe, chứ không phải là không. Thì trên nghề lái xe thì thật sự có những chuyện linh tinh vậy đó, nó tạo tai nạn rất là nhiều. Thì nếu mà so sánh với những nghề khác, tại sao mà nói là cái nghề tài xế là anh hùng của xa lộ, hay là một cái hoạt động then chốt của xã hội, thí dụ như vậy, thì thật sự so với những cái nghề nghiệp từ cái nghề làm trong hãng, rồi cho tới nghề lái máy bay, thì thật sự cái nghề lái xe nó bị tai nạn, bị chết nhiều hơn. Thật sự nó là như vậy. Mình phải nhìn kỹ lại chỗ này. Vì thế mà bằng lái xe của Canada thì cần 21 tuổi mới cho lấy bằng lái, gọi là bằng máy lái xe, xe xe vận tải đó. Thì trong khi mà muốn lái máy bay đó, thì máy bay tư nhân thôi, máy bay nhỏ thôi, rồi private là một máy thôi, thì muốn lấy bằng lái thì không có cần tuổi tác, tức là 10 tuổi được, 9 tuổi được. Nếu mà lái được thì được, thì là vì cái tai nạn ít hơn là cái, với hai nữa cái kết quả của cuộc tai nạn nó không nặng hơn là, thí dụ như một người mà lái máy bay nhỏ vậy, có lật có rớt xuống hay chết chết người thôi chứ không có chết nhiều người. Rồi còn xe thì nó đầy dẫy trên đường, rồi mỗi lần tai nạn vậy thì có vài ba người đó. Thì thật sự nó là như vậy. Thì thế mà khi làm nghề lái xe thì mình cũng nên thận trọng, cũng như là lắp ráp bồn cầu như thế này, hay là tôi làm nhà tắm, thì các bạn thấy là những cái gì tôi chú ý rất là quan trọng, rất là chi tiết về mặt kỹ thuật là một, thứ hai là chất lượng đó. Thì trong lúc làm
thì mình mới hiểu được là cái gì cần phải chỉnh đốn lại cho kỳ sau. Đó thì không có lần nào giống lần nào hết. Đó thì thế mà mình làm thì mình phải suy nghĩ nhiều chút xíu về mình đang làm cái gì. Thì khi mà các bạn nhìn thấy như vậy đó, thì tôi thấy là thì các bạn tôi nghĩ là các bạn có thể là nhìn thấy được cái cuộc sống của tôi như thế nào. Thì tôi xây dựng bằng một cái gọi là một cái cơ bản, một cái nền tảng rất là chắc chắn và rất là từ từ. Mà tôi đã sống ở Canada này 40 năm thì tôi mới có một cái cơ hội để mà tôi học hỏi thêm những cái nghề chung quanh, những cái nghề gì tôi có thể làm được, và mình nên làm tốt là vì mình làm cho mình. Còn đi làm thuê thì tôi chưa nghĩ là tôi có đủ khả năng đi làm thuê. Là thứ nhất là mình không thích là những cái thời gian mình bỏ ra nhiều hơn là những người khác để làm một công việc. Thì thứ hai nữa tôi không không có muốn làm bất cứ công việc gì cũng vậy. Tôi chỉ cần một người bên cạnh tôi làm hay là học hỏi hay là nhìn thấy tôi làm thì đều là chậm hết. Tại vì mình làm chậm mà mình làm đúng thì không mất thời gian bằng cái mình làm nhanh mà sai rồi phải sửa lại. Thì cái điều đó là điều rất quan trọng. Mà trong nghề tài xế thì không có cơ hội. Không, không, không có cơ hội này. Thì nói đến đây thì tôi cũng muốn so sánh cho các bạn thấy là chỉ có nghề tài xế thì mới thấy cảnh sát với Bộ Giao thông Vận tải chặn đường cho giấy phạt. So với những nghề làm nhà hàng, đâu bao giờ thấy cảnh sát, đâu bao giờ thấy bị giấy phạt gì đâu. Làm trong hãng cũng vậy. Vì thế mà cái sự bù đắp lại cho cái nghề tài xế thì nó thứ nhất là làm được nhiều giờ hơn những nghề khác. Điều thứ hai nữa thì làm tiền nhiều hơn một tí xíu. Tiền nhiều hơn là do làm nhiều giờ hơn. Là vì làm hãng xưởng thì chỉ 8 tiếng một ngày thôi. Nhưng nghề tài xế thì làm 14 tiếng một ngày. Ít nhất Canada thì 16 tiếng đồng hồ mỗi một ngày. Đó vì thế mà nó được có cái là mình muốn nghỉ giờ nào mình nghỉ. Chứ mình không có theo chuông mà bấm bấm chuông nghe reng rồi mình nghỉ. Vì thế nó thoải mái về mặt này. Nhưng mà còn cái mặt nguy hiểm thì nó nguy hiểm hơn nhiều lắm. Đó thì tôi đã sống được, tôi đã đi qua được. Thì hôm nay thì có cơ hội mình làm những cái chuyện linh tinh như thế này. Thì hàng ngày thì tôi sống ở đây là cái nền tảng mà lý do nào mà tôi có dư tiền hơn những người khác là đều làm ở nhà hết. Đó, mà sắp thời gian để làm thì tức là tôi phải có cái nghề tay phải là nghề lái xe, còn nghề linh tinh ở nhà là nghề tay trái. Đó như thế mình có cơ hội mà của mình cứ làm từ từ rồi nghề dạy nghiệp nó là như vậy. Nhưng mà chủ yếu nhất là mình phải đọc sách cho nhiều về mặt thí dụ như một cái mình phải đọc mình hiểu được cái nguyên tắc mà để mà họ làm ra cái sản phẩm như thế này như thế nào. Đó thì các bạn thấy là những cái nghề này là nghề sành sứ mà Tàu thì họ đã có mấy ngàn năm rồi về 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 mặt đồ sạch đồ sứ. Thì những cái mà mình làm thì mình phải biết là họ có những cái suy nghĩ đầu tiên là họ làm mộ cọc thế nào đó, rồi giật nước xuống như thế nào đó. Thì trước đây thì khoảng 40 năm về trước đó, thì những cái mỗi lần giật nước như vậy đó
thì nó tốn ít nhất là 13 lít nước cho tới 16 lít nước mới đẩy đi được những cái phân ở trong phần cầu đi. Rồi sau này thì họ làm hệ thống hơi trợ giúp nên cũng không có giúp được cái chuyện gì, chuyện đó vẫn bị nghẹt cầu thường. Rồi cho tới bây giờ thì họ không có dùng cái hệ thống hơi gì hết, họ bình thường họ dùng thôi, họ cho nước xuống rất là nhanh cùng một lúc một. Thì lại có thêm hai phần dòng lửa, một lần là nhấn nút cho nó xuống, một lần là 3 lít là để trường hợp là mình đi tiểu. Rồi bấm cái nút kia là 6 6 lít nước đổ xuống cùng một lượt để cho mình đi tiêu. Đó thì để tiết kiệm về nước. Thì thật sự cái bồn cầu hầu như là nói đến cầu tiêu thì khi mà nói đến những người con gái mới lớn lên, rồi nếu mà mình là chủ nhà cho thuê nhà thì mình đều bị vấn đề là cả nhà cái đường ống cống đi ra thành phố bị nghẹt thì cuối cùng khi mà móc ra đó thì chỉ là băng vệ sinh thôi à. Đó thì tại vì giấy thì ở nơi công cộng thì họ lấy giấy không đúng mà để họ lau chùi cái vô đó, rồi ví dụ như là lau tay lau chân họ cũng giục chỗ đó rồi họ giật nước, thì thế mà làm bị nghẹt cầu. Thì thế mà những người mà cho thuê nhà đó cũng bị phiền phức lắm chứ không phải không. Đó thì nếu mà mua condominium ở trong cái biệt thự như vậy đó thì cho thuê thì đỡ, khi mà nghẹt bồn cầu như vậy đó thì nó nghẹt của building thì building họ lo, còn nhà riêng đó thì mình phải chạy tới chạy lui, họ cứ kêu kêu réo suốt đi. Có những trường hợp như vậy tại vì cái bồn cầu họ dùng băng vệ sinh họ bỏ luôn trong đâu trong trong cầu họ giật đi, thì họ nghĩ là nó đi xuống đó thì nó đi luôn, nhưng không phải, nó còn dính ở trong cái eo bộ cái cùi chỏ bên ngoài. Thì bồn cầu hay bất cứ cái gì đến đề nước xả ra ra ngoài thành phố đó thì nó phải qua một cái eo bồ, cái cong cong quẹo quẹo đó, các bạn thấy nhìn thấy cái cong cong quẹo quẹo đó là để cho giữ mặt nước ở trong cầu hay là ở trong đường đường nước, mà để mà cái hơi thối đó từ ở dưới hầm cầu nó hoặc là từ trong ống cống nó có thể đi ngược trở lên. Đó thì cái mà nhất là cái sink, cái lavabo, cái nơi rửa mặt đó thì vấn đề mà inspector tức là mấy người thanh tra đó họ đến thì họ chỉ quan sát cái phần đó, cái phần mà khi mà xả nước thì nước xuống mà nó không thấy có bị cái nổi bọt lên. Thay vì mình cái bồn cầu hay là bất cứ một cái lavabo, cái sink đó mà mình trong lúc mình xả nước xuống mà nước chảy xuống mà nó cứ nghe bụp 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 đó, cứ bắp bồ lên đó, cái có bong bóng lên đó, nổi ục ục đó, thì cái đó là không đúng được tiêu chuẩn mà về sức khỏe. Vì thế mà họ không cho, coi như không đạt tiêu chuẩn, coi như là fail, coi như là rớt thì phải sửa lại phần đó. Nó là như vậy. Thì sau khi tôi làm những cái bồn cầu này xong, tôi gắn cái sink lên xong thì sẽ gọi cái thành phố, cái thanh tra của thành phố xuống một lần nữa là cuối cùng là xong chuyện. Đó thì nơi mình làm như thế này, như tôi làm trong nhà như thế này thì giấy phép gọi là working, gọi là building permit đó, cũng đều là dán trên tường đó, chứ không phải là không. Thì mỗi lần như vậy đó thì thí dụ như thợ điện đến thì nó cầm cái building permit đó thì nó đọc,
đọc thì nó xem thấy cái bản vẽ như thế nào thì nó làm theo bản vẽ như thế đó. Rồi còn thanh tra đến thì họ cũng nhìn theo cái building permit đó, với họ có riêng của họ. Rồi cái phần thì quan trọng nhất là nước ở trong cầu tiêu thế này, ở trong bồn tắm nhà tắm thì phải có hệ thống hút hơi nước từ trên trần nhà, có thể dùng quạt hay là có dùng hệ thống hút hơi để mà hút thổi ra ngoài khỏi căn nhà, chứ không được phép đi vô qua một trung gian một cái phòng nào khác hết, rồi cũng không được đi ra ngoài cái nơi đậu xe nữa, là vì cái hơi nước ở đây nó rất là quan trọng, là cái nơi nào bị hơi nước ẩm thì nơi đó sẽ bị sét, rỉ sét. Nó thì thế mà nó không có bảo đảm về mặt sức khỏe. Thì cái phần đó là phần trong cái phần thanh tra. Rồi cái phần thứ ba là cái phần đi đến là vấn đề hệ thống báo động cháy nhà. Thì hệ thống này bị phạt, sẽ bị phạt lên nặng nhất lên tới 150.000 đô nếu mà không có, mà có người sống ở dưới nơi cái tầng dưới của căn nhà như thế này mà mình cho thuê hay mình cho thân nhân mình ở, bất cứ chuyện gì mà xảy ra mà hỏa hoạn thì tùy theo cái nặng nhẹ thương tích hay là bị chết chóc thì nó sẽ bị phạt lên tới, mà ít nhất họ phạt từ 5.000 đô trở lên tới 150.000 đô trở lên. Thì thấy có nhiều người họ không có để ý về 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 mặt này đó, thì họ đến đây thì thanh tra họ chỉ đến đây họ chỉ xem lại một phần là nước không bị không bị bubble bộp 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 khi mình xả nước hay là mình dẫn nước. Rồi thứ hai là hệ thống hút hơi nước ra khỏi nhà tắm. Thứ ba là hệ thống báo động hỏa hoạn. Đó thì ba điều họ đến cuối cùng họ xem nó là như vậy. Đó thì mình hôm nay mình làm thì các bạn thấy là sau khi mình làm xong cái này đó thì các bạn thấy là tôi mất khoảng coi như 2 tiếng để làm cái lắp ráp cái này, làm từ từ làm tàn tàn thôi chứ không có gì mà phải vội vã hết. Thì mỗi ngày tôi làm được một chút xíu chuyện như vậy, thì tóm lược lại là coi như ngày hôm nay rồi cần thêm một ngày nữa là tất cả cái căn nhà này xong, mọi vấn đề về vấn đề coi như hoàn tất cái tầng dưới của căn nhà, coi như là basement hay là subsolo. Thì đối với hãng công ty xây dựng thì họ cần khoảng 6 tuần lễ để làm xong, thì tôi thì cũng từ từ cũng tàn tàn thì mất 8 tuần, coi như bắt đầu từ tháng 6, giữa tháng 6 no bắt đầu từ tháng 7 cuối tháng 6 dạ bắt đầu từ túi cuối tháng 6 khi mà có cái working permit, nào trước đó chút xíu dạ tới cuối tháng 6 thì điện nó làm xong, thì bắt đầu lúc đó thì mới coi như lắp ráp drywall lên. Còn trước đó thì mỗi từng làm ngày, lúc đó còn ở trên Toronto thì chưa về hẳn đâu, thì mình không có làm gì phải vội vã hết, vì khi các bạn đi làm việc ở hãng vậy, đi đến mà thử việc hay làm thì họ cần thấy là mình làm được chuyện chứ họ không cần mình làm nhanh. Nói vậy thế mà làm nhanh rồi đó rồi cuối cùng bị hư rồi cũng phải sửa lại thôi. Nó là như vậy thì chất lượng không có, thì đưa đến cái năng lượng cũng không có luôn, cái năng sức cũng không có luôn. Nó là như vậy.
thì không có gì phải vội vã hết. Thì thế mà khi làm thì trước khi làm thì thật sự trên cái vấn đề mà xây cất xây dựng như thế này đó, thì phải cần con số rất là chính xác. Thì thế mà mình phải đo rất là kỹ chứ không có xem như là nhắm chừng được, thực sự nhắm chừng không được đâu. Coi như trật một ly là đi một dặm đó. Thì nó là như vậy. Thì đối với tôi thì khi mà cái làm tới bồn cầu hay là đi đến một cái căn nhà mới nào cũng vậy, mà nếu mà nó không có những cái phần này thì tôi phải gắn phần này thêm. Cái phần này để cho nước nó mình không có xài giấy thì nó sạch sẽ hơn nhiều lắm, nó không có tốn tiền giấy và nó rất là sạch so với những cái gia đình mà xài giấy rồi lại bị xài giấy rồi nhiều khi bị coi như luôn bị nghẹt cầu nữa. Nói như thế mà nhà tôi ở thì không có bị trường hợp này, mà nhà cho thuê thì bị. Nên như thế mà có những vấn đề thế mà tôi rút kinh nghiệm, khi mà mình làm những chuyện gì một lần thì mình cảm thấy nó khó khăn thì mình không nên làm nữa. Như thí dụ như cho thuê nhà, tôi không bao giờ cho thuê nhà nữa. Thật sự nó là những ai mà thầy thật sự là coi như mua nhà mà vay nợ của ngân hàng mà để cho thuê mà để làm giàu thì tôi không nghĩ như vậy đâu. Đó là vì tới 30 năm là khó lắm, 30 năm không biết chuyện gì xảy ra. Mà trong 30 năm như vậy đó thì mình có 20% thôi, ngân hàng có 80%. Mình 20% ngân hàng có 80%. Đó như thế mà mình càng làm thì càng làm giàu cho ngân hàng thôi. Đó, tới chừng mình được thì mình hết cuộc đời cho 30 năm còn gì nữa. Đó, thì để đó là mình thật sự cuối cùng mang tiếng thôi, mang tiếng là người có 2 3 căn nhà, nhưng mà thật sự nó không có đáng. Đối tôi không nghĩ là đáng. Thì có nhiều người họ nghĩ khác, là họ có thể là họ cố gắng như vậy, họ cực khổ như vậy rồi để sau này cho con của họ tiếp nối theo thì sẽ làm giàu hơn. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ về về mặt về lịch sử thì thật sự để lại cho con thì thật sự có nhiều đứa con nó xài quan trong vòng năm là hết cả tài sản của ông già bà già để lại trong 30 năm. 30 năm làm cực khổ để lại cho nó xài dựng năm hết. Nó còn đứa nào mà nó khôn nó giỏi thì nó tự làm giàu lấy, nó tự làm, nó có sức nó làm thì tự nó có thì nó giữ lên được. Còn chứ mà có sẵn thì sướng quá, xài sướng quá thì nó là như vậy. Đó gì thì thí dụ như tôi như thế này thì tôi đã sang Canada này bằng 2 bàn tay trắng, không có gì hết, rồi bắt đầu từ đó. Đó thì cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, thứ nhất là các bạn trẻ thì thứ nhất là phải có nghề tay phải, rồi muốn có dư giả thì phải có nghề tay trái, nó là như vậy. Thì nếu mà tôi làm những công việc như thế này thì các bạn thấy là tôi dư khả năng để mà tôi dùng nghề tay trái tôi để mà sinh nhai được ở tại Canada này. Đó là vì thứ nhất là tôi làm có chất lượng, điều thứ hai nữa phải hợp pháp, chứ tôi không có đương nhiên mà đi vào mà người ta thuê rồi cứ cắm đầu vô mà làm. Thì hầu hết mọi người như thế này đó. Thì thế mà nhiều khi tôi đi nói chuyện hay tôi gặp những người quen thì mấy chục năm là họ nói tôi nghe thôi, chứ thật sự tôi không có gọi là mình làm mất lòng người ta hay là mình sỉ nhục người ta, thì tôi không có cái điều này. Và tôi cũng không cần phải đính chánh hay là ô ông làm gì sai rồi khi nọ không đúng luật khi nọ. Tôi không có, thì tôi thấy nó làm vậy thì làm vậy, thì cái nào tốt thì tôi nó sẽ nói tốt, nhưng cái nào xấu thì tôi không nói ra.
Hay thì thật sự nó là như vậy. Bao nhiều người biết tôi rất là lâu mà mỗi lần gặp tôi thì hỏi tôi có biết không, tôi có biết không, cứ hỏi câu tôi có biết làm đó không, tôi có biết làm đó không. Đó thì tôi cũng làm thinh thôi nè, nhiều khi tôi nói à, thôi thì không biết thì học, nó là vậy đó. Nhưng mà tôi chỉ thích làm nhà thôi chứ tôi không thích thuê người, thì nó là như vậy. Thì tóm lại thì thật sự cái công ty xây dựng đó, là nó đem đến ba bốn hợp đồng khác nhau để làm cái nhà như thế này, còn tôi thì chỉ có hai ông bà già này thôi đó, rồi bên cạnh nó có đứa cháu nó còn trẻ, nó thích làm việc nặng lắm. Hay đến phụ làm việc nặng đó mà. Thì mới xong căn nhà này thì thật sự mình muốn chia sẻ hôm nay đó để mà mình chưa biết đó, sau này mình có thời gian để mình chia sẻ tiếp hay không. Đó thì thế mà những gì mình tò mò mình làm YouTube thì mình đã làm rồi, đó thì mình có nên tiếp tục hay không thì tôi nghĩ là hiện tại là tôi đã ngưng lại, nhưng mà còn muốn chia sẻ tiếp một cái phần nhỏ để cho những người mà những người bạn hay là những người cháu họ có nhìn thấy được cái sự cái công việc mà của một người bằng hai bàn tay trắng họ làm việc họ sang Canada này, rồi cũng có một cái gọi là thành công đó chứ không phải thất bại đó. Vì thế mà muốn nhìn thấy như vậy rồi để mà có thể phấn đấu được đó. Còn đối với tôi thì không có nghĩ là tôi làm YouTube để mà là cái nghề thứ hai đâu, không có đâu. Có 6 đồng một tháng thôi, 6 đô một tháng mà bị Mỹ lấy 20% nữa, tức là một đồng một đô hai nữa còn có 4 đồng 8 thôi. Thì thật sự ngày xưa thì tôi bắt đầu nếu tôi được 50 đồng 50 đô mỗi tháng thì tôi đủ khả năng để tôi gửi về Việt Nam cho cô như viện. Nó là cái ý định ban đầu đó thì tôi làm nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà trên cái kênh của tôi thì hầu như là nếu mà tôi chịu mạo hiểm hơn thì có thể là cũng có nhiều view hơn, thí dụ như vậy. Thì thật sự so sánh với cái nghề mà mình làm 400-500 đô mỗi một ngày so với một cái nghề YouTube thì có 4-5 đồng một tháng thì nó hơi kỳ, thì có nên tiếp tục hay không, có nên mạo hiểm hay không. Tại vì cái nghề lái xe như vậy đó luôn luôn là gặp cảnh sát, luôn luôn là gặp bộ giao thông vận tải, thì ở đây nó không có ăn hối lộ nhưng mà đưa với phạt rồi mình không có chạy tội được. Nó thật sự nó là như vậy. Còn thí dụ như Việt Nam mà đưa với phạt rồi còn thôi mà sư phụ đàn anh thôi thôi mà đừng ghi giấy phạt, tôi lấy tiền cà phê đi thì nó cũng đỡ. Thật sự nó là như vậy, đỡ hơn bên đây nhiều lắm đó. Thì những chuyện như vậy là vì cái nghề nó rất là rủi ro chứ không phải là không đó. Thì ok đó, thì gần xong rồi thì các bạn sau khi cuối cùng thì mình thử là nước nó không có bị mặn nha, nước nó không có bị dịch, nước không có bị xì. Nên mỗi lần mà xì ở dưới chân đó, ngay cho cái chân của tôi đó, ngay vòng vòng đó mà bị xì nước vậy đó, thì ở nhà trên này là sàn gỗ thì nó sẽ bị hôi, bị khai. Nhưng mà khi mà thấy nó nhiễu nhiễu chút chút cho thôi, cả cả cái nhà cả cái phòng đó bị khai, bước vô là bị khai đó. Rồi nếu để lâu đó thì cái sàn nhà với nó bị mục. Thế mà muốn sửa đó thì phải tháo ra rồi phải cắt gỗ cho đó rồi thay gỗ khác đến, rồi chỉ là cái dĩ ở dưới đường cống đó phải đặt thêm thêm cái dĩ cho nó cao hơn trên cái sàn nhà. Thì cái quan trọng nhất là cái bồn cầu tiêu, cái toilet đó, ngay chỗ đó mà thấy nhiễu nhiễu ra là không không nước chỉ chảy là ra vậy, đường không chỉ này gớt đó chỉ là vậy thôi, tất mỗi cả lần dịch nước gớt đó. Thì thấy mà cái nguyên nhân thì mình khi mà nói ra thì mình biết liền là cái nguyên nhân gì rồi đó. Thì có nhiều người họ không biết đâu, thật sự nó là như vậy.
đó thì cái nước nước đó nó chảy đó, nên nó không có bị bubble. Khi xả nước mà thấy có bong bóng đó, thì sẽ không đạt được tiêu chuẩn, phải làm lại. Đó thì vậy thôi, chúc các bạn có ngày tươi đẹp. Tôi xin dừng ở nơi đây.